Shalom, bình an các bạn nha, Emmanuel. Cảm ơn Chúa vì hỗ trợ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học cái bài số 6 trong cái loạt bài nền tảng căn bản. Loạt bài nền tảng căn bản 10 bài thôi. Và bài số 6 ta sẽ học về Đức Chúa Trời đã tạo thành loài người như thế nào. Bài học này để khẳng định chúng ta rằng là Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người, chứ không phải chúng ta phát triển từ một loài vật nào khác, hoặc là chúng ta tự dưng mà có, hoặc là chúng ta phát triển hay là được tạo ra theo cái truyền thuyết nào. Và bài học này để củng cố chúng ta hiểu biết về sự mầu nhiệm và Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người như thế nào. Ở đây trong cái bài học trước ta biết rằng là Đức Chúa Trời đã tạo nên trời đất, muôn vật, biển và tất cả mọi loài sinh vật, loại ánh sáng, cây cối, cỏ, hoa, lá. Đúng không? Đức Chúa Trời đã tạo nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao. Nhưng mà Đức Chúa Trời tạo nên tất cả các điều này, nhưng mà Ngài không cần thấy được. Ngài tạo nên những điều đó, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, rồi là mọi thứ, cây cối, hoa, lá, cành. Đức Trời tạo lên, nhưng mà không cần đến chúng. Tại sao Đức Trời không cần đến chúng mà Ngài lại tạo lên? Vì Ngài chuẩn bị những điều đó cho con người. Kế hoạch của Đức Trời là con người. Và qua điều đó chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng, cái giá trị của việc tạo dựng con người. Nó tuyệt vời như thế nào. Đó. Đức Chúa Trời cho con người ta có cái vị thế rất cao như vậy. Ngày thứ 6 thì Đức Chúa Trời bắt đầu bàn luận với nhau về việc tạo ra con người. Sự bàn luận này nói về việc là một Đức Chúa Trời ba ngôi. Ở đây có Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh cùng tham gia cái kế hoạch tạo dựng con người này. Quyết định của Chúa là tạo ra loài người theo hình ảnh Ngài, theo tượng Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài và theo tượng Ngài. Đức Chúa Trời quyết định mọi vật phải được tạo ra như thế nào. Và không ai có quyền thay đổi cái quyết định của Ngài. Không ai tham gia vào quyết định của Ngài. Chỉ duy Chúa đưa ra quyết định thôi. Và con người được tạo ra với một cái tầm mức, đó là tạo vật quan trọng nhất. Bởi vì mang ảnh tượng Chúa mà. Và cai trị các loài vật khác. Cái từ quan trọng nhất này, nó đánh giá ở cái việc đó là con người có thể giao thông trực tiếp với Đức Trời. Có thể biết, có thể nói chuyện, có thể đến gần Đức Trời bằng tâm linh của mình. Chứ không phải còn các loài vật khác, còn các vật thọ tạo khác như là chim, chó, trâu, mèo, không loài vật động vật nào có thể giao thông trực tiếp, có thể biết về Đức Trời rõ ràng như con người. Và chúng muốn có một cái hình dung nào đó về Đức Trời hay muốn đến gần hắn, nhận được phước Đức Trời thì phải qua con người. Giả dụ như chúng ta được phước thì động vật trong gia đình chúng ta, cây cối, hoa màu hay là mọi vật chúng ta làm đều được phước. Thì đấy là chúng được qua con người. Những cái điều tạo vật khác phải được phước qua con người. Đây là cái sự tuyệt vời Đức Trời muốn tạo dựng con người, nó ở cái địa vị rất là cao. Con người ở cái địa vị rất là cao là làm con của Đức Trời, làm người nhận cái ảnh tượng của Chúa. Đó. Thì sự chuẩn bị của Đức Trời cho con người nó không đơn giản chỉ là trái đất, mặt trời, mặt trăng mà thôi. Mà Đức Trời còn chuẩn bị một cái nơi, đó là vườn Eden. Nơi này chúng ta có thể gọi nó là Paradise. Rất là tuyệt vời. Nơi này rất là đẹp. Nơi đó đã đặt sẵn tất cả những gì con người đang chờ đợi, đang cần có cho một sự sống tốt lành, lo đủ, vĩnh phúc, vui thỏa, viên mãn và hạnh phúc. Nó thể hiện cái tình yêu thương, sự quan phòng, sự nhân từ Đức Trời qua cái vườn Eden này. Vườn Eden này có thể là bây giờ chúng ta không gặp, không nhìn thấy nữa. Nhưng mà chắc chắn vườn Eden này nó sẽ đẹp hơn tất cả một cái resort, một cái khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng nào. Đẹp hơn cả FLC Quy Nhơn, đẹp hơn tất cả một cái nơi sinh thái nào mà chúng ta có thể thấy ở trên trái đất này. Vườn Eden là sự chuẩn bị tuyệt vời nhất mà Đức Trời dành cho con người rồi. Và chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về cái ảnh tượng, cái hình ảnh mà con người được dựng nên theo Đức Trời có ý nghĩa gì. Con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Trời nó mang một cái ý nghĩa, đó là không nói về xác thịt, không nói về xác thịt các bạn nhé, không nói về thân xác và xác thịt. Ở đây chúng ta thấy là thần của Đức Trời vận hành trên mặt nước. Thì tại sao lại thần Đức Trời vận hành trên mặt nước? Ở đây nó nói về một cái sự sống tâm linh, sống một tâm linh, một cái sự sống, đó là một sự lay động,
một cái sự sống, đó là bằng thần linh, chứ không phải là nói về tính chất thể xác. Ta nói là cho tôi phải nhìn thấy Chúa. Ra Chúa không có hình dạng như loài người chúng ta đang có. Chúng ta đang có một hình dạng là hình dạng vật lý. Hình dạng vật lý của chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng qua bụi đất, qua bụi đất và Ngài nắn lên. Và Đức Trời không có hình dạng vật lý. Đức Trời không có hình dạng vật lý. Cái mà Đức Trời có đó chính là thần linh, thần linh của Ngài. Thì Đức Trời đã tạo dựng con người cũng có tâm thần, con người cũng có tâm linh, con người cũng có tâm hồn, cũng có linh hồn, có lương tri. Đấy là cái điều mà con người mang hình ảnh, ảnh tượng Đức Trời. Và Đức Trời vận hành, lay động và lượn quanh thì nó thể hiện một cái sức mạnh của sự sống. Và sức mạnh đó cũng đã được truyền vào con người. Đấy. Chứ còn để như mà chúng ta được tạo lên từ bụi đất, chúng ta không có tâm hồn sống, không có linh hồn sống, thì cái thân xác này cũng không lay động được. Bây giờ linh hồn chúng ta mà bị cất ra khỏi thân xác này thì chúng ta sẽ chết luôn. Đó. Đây là cái sự vận hành về cái sự năng lượng, hay là cái sức mạnh, hay là cái nguồn năng lượng, cái nguồn nó giống như là một nguồn điện. Đấy. Nguồn sự sống như vậy. Ôi, như Đức Trời nhưng chúng ta có thể xác nữa, thì chúng ta cũng được kết cấu bởi ba phần, đó là những là phần linh hồn, phần tâm hồn và phần là tâm linh và xác. Chúng ta sẽ có ba phần như vậy, tức là có spirit, soul and body. Ta có ba phần, nhưng mà ta không thể hiểu được về cái sự ba ngôi Đức Trời đã tạo dựng chúng ta một cách mầu nhiệm như nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta được tạo dựng có tâm linh, tâm hồn, được ban cho bởi sự sống, sức sống, nguồn sống là thần linh của Chúa vận hành. Đấy. Như vậy, và nó không liên quan gì đến thể xác, thân xác cả, mà thân xác phải được sống này, cái thân xác, xác thịt này được sống là do sự sống của Đức Trời vận hành ở bên trong này. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Và Đức Trời tạo ra con người có một cái ý chí, cái tâm trí và cái trí khôn, có thể giao thông, có thể trò chuyện, có thể cãi lại và cũng có thể van lại, có thể lĩnh vợ, cũng có thể gọi là đưa ra cái kế hoạch với Đức Trời. Vì Đức Trời này muốn tạo ra, Đức Trời muốn ấy, tạo ra một con người, tạo ra loài người có thể nói chuyện như này. Đức Trời không muốn tạo ra robot. Các bạn nhớ, Đức Trời không muốn tạo ra robot là Ngài nói các người phải nghe. Đấy. Ngay cả loài động vật, chó, mèo, Đức Trời không ban cho cái quyền tâm trí, suy nghĩ, nói chuyện với Ngài như con người. Nhưng Đức Trời cũng không bắt con chó, con mèo làm robot. Các bạn, con chó, con mèo cũng có một cái tự do của nó. Nó cũng có quyền quyết định yêu hoặc ghét, đúng không ạ? Nó có quyền quyết định yêu ghét, nó có quyền quyết định bỏ đi hoặc trốn chạy, đúng không? Tức là Đức Trời đối với con vật là như thế, thì làm sao Đức Trời lại tạo ra một con người với một cái thể là hình ảnh tượng của Ngài mà lại như robot được, như một con robot Chúa sai đi đâu làm việc đấy. Thì như vậy thì nó sẽ không có tình cảm, nó sẽ có tình cảm, các bạn hiểu không nhỉ? Nó không có tình cảm. Bây giờ ví dụ các bạn yêu một người mà người đó tự nguyện yêu các bạn, và người đó tự yêu các bạn, lựa chọn yêu các bạn, người đó yêu các bạn, thì các bạn sẽ thấy cực kỳ hạnh phúc ở đây, nó vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà các bạn đã biết là người đó yêu các bạn như kiểu là robot yêu các bạn, thì các bạn thấy nè, nó sẽ rất là nực cười, đúng không? Hoặc là các bạn cảm thấy là ví dụ người nào đó mà yêu các bạn theo cái kiểu là người ta được tạo ra với cái tình yêu cho các bạn, tạo ra là đã có cái tình yêu cho các bạn rồi. Yêu vô thức như vậy các bạn làm gì người ta cũng không ấy các bạn, thì tình yêu như vậy thì nó làm cái gì? Nó chỉ là một cái máy móc thôi, nó không có cái giá trị ý nghĩa của cảm xúc. Nhưng Đức Trời lại tạo ra con người có cảm xúc, có lý luận, có khôn ngoan, có thể lập ra những cái luật pháp, hay là thay đổi của luật pháp, hay là định kiến, hay là xử lý, xài cái sự cố bất cứ linh tinh gì đó. Với cái mục đích đã Đức Trời muốn con người có thể lý luận với Ngài, muốn con người có thể bàn luận với Ngài, có thể đưa ra những lời khẩn cầu với Ngài, có thể xin Chúa điều này, có thể yêu cầu Chúa làm điều kia, cầu xin Chúa, hay là ngăn cản Chúa không làm điều này, hay là như nào đó. Ta sẽ thấy trong các sách tiếp theo mà chúng ta sẽ thấy là con người có cái quyền là Chúa cho cái quyền đó là bàn luận với Ngài. Đấy. Ngài hỏi ý kiến người này, Ngài hỏi ý kiến người kia, trước khi Đức Trời cần như vậy, Đức Trời có thể đưa ra quyết định, nhưng mà Đức Trời lại thích có một người lý luận với Ngài, bàn luận với Ngài. Cái điều này nó là một cái điều rất là hay, vì Đức Trời có lẽ là Ngài cũng sợ cô đơn, và Ngài cũng muốn là
Ngài không phải là Đức Trời độc quyền độc đoán. Nhưng chúng ta biết là như này, chúng ta có quyền lý luận, có quyền bàn luận, có quyền làm các công việc theo ý muốn của mình, có khả năng san sẻ tư tưởng, rồi là tất cả mọi thứ lên kế hoạch, đúng không? Nhưng chúng ta cũng giống như một đứa trẻ vậy. Đối với Đức Trời, trong mắt Ngài, chúng ta cũng giống như một đứa trẻ vậy. Bởi vì trời cao đất bao nhiêu thì Đức Trời, thì những điều mầu nhiệm và suy tưởng Đức Trời lớn hơn ta bấy nhiêu. Chúng ta trong mắt Đức Trời giống như đứa con của chúng ta. Trong mắt chúng ta, nhà các bạn mà có trẻ con thì các bạn biết rồi đấy, thì cái đứa trẻ đó nó cần phải được sự dạy dỗ, nó phải biết vâng lời, phải lắng nghe cha mẹ của nó, dạy dỗ nó để nó làm tốt các công việc và để nó được khen là con ngoan, để nó học giỏi, để nó làm cái gì đó, đúng không? Đối với Đức Chúa Trời, con người cũng như vậy. Đôi khi chúng ta cãi lẫy, có thể bàn luận, có thể suy nghĩ, có thể như thế này với Đức Chúa Trời, nhưng ta phải nhớ này, chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta cần phải lắng nghe Chúa và cần sự dạy dỗ của Chúa như một đứa trẻ đầu phục Chúa. Và Đức Chúa Giêsu xuống thế gian, Ngài dạy rồi, hãy tin kính như con trẻ, đúng không? Hãy tin kính như con trẻ. Đấy. Hãy mang niềm tin của con trẻ. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ học về cái phần đó là con người có cảm xúc và cảm giác. Hay Đức Chúa Trời nắng nào là Đức Chúa Trời có cảm xúc và cảm giác. Ngài cũng có sự nhân từ, tha thứ, nhưng Ngài cũng có sự nổi giận với sự bất công. Ngài có sự trả thù. Ngài có hết tất cả những gì cảm xúc, yêu, buồn, ghét, vui, mừng, hạnh phúc mà chúng ta đang có hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ. Và Đức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài. Đấy, theo hình ảnh của Ngài là cái chỗ này. Nữa, các bạn nhé. Bạn có yêu con cái của bạn không? Câu hỏi đặt ra đây. Và nếu như bạn yêu con cái của bạn, thì bạn có muốn chúng yêu lại bạn không? Chúng đáp trả tình yêu đó không? Chúng biết ơn các bạn không? Chúng có hiếu với các bạn không? Các bạn có muốn là con cái các bạn có mối quan hệ tình cảm tương giao hai chiều các bạn không? À, đây là điều rất quan trọng. Và Đức Chúa Trời cũng như vậy. Đức Chúa Trời cũng như vậy, đúng không ạ? Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn con người với Ngài thì Ngài cũng tạo trong con người. Thì cái hình đây là để nói về cái hình ảnh tượng của Chúa, nó cực kỳ rõ nét luôn, cực kỳ rõ nét. Tiếp theo, một cái ý nghĩa nữa mà Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, đó là Đức Chúa Trời tạo cho con người có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn này là cực kỳ hay nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì con người có quyền lựa chọn nên đôi khi con người lựa chọn một cái việc, đó là lựa chọn ra khỏi Đức Chúa Trời, lựa chọn tội lỗi và lựa chọn những điều sai trái, cãi lại lời Chúa. Thì đây là một cái điều đôi khi chúng ta thường không để ý đến, không chú trọng đến, nhưng mà nó lại điều vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thường quyết định ăn uống, mặc gì, đi đâu, làm gì. Đấy là quyết định chúng ta và chúng ta cảm thấy nó là cái điều bình thường. Và chúng ta không để ý rằng à đó là một quyết định. Chúng ta chỉ nghĩ là đó là cuộc sống thường nhật. Nhưng đôi khi có những quyết định nó đã trở thành một cái thói quen, nó đã trở thành một cái điều hiển nhiên trong cái đời sống của các bạn ấy. Nhưng bạn không nhận ra nó. Các bạn không nhận ra nó là nó đã từng là một cái điều sai trái mà các bạn đã quyết định trước đây. Các bạn nhé. Thì đôi khi các bạn phải chú ý những điều này. Đấy, Đức Trời đã tạo ra mọi vật một cách không thay đổi được. Ví dụ như mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, nó lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng con người thì khác. Con người có quyền thay đổi. Đây là sự lựa chọn của con người. Và Đức Trời tạo ra con người có sự thay đổi này không phải là để cho con người tự ý tùy ý muốn làm gì thì làm, mà Đức Trời cũng có một cái ước ao, đó là Ngài là Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết, nhân từ, yêu thương, tốt đẹp, thì Ngài muốn con người cảm nhận được điều đó mà vâng theo ý muốn của Ngài. Nếu như các bạn biết rằng Đức Chúa Trời yêu bạn thì các bạn phải tin và theo Ngài và chờ đợi Chúa. Nếu như các bạn biết là Đức Chúa Trời chăm sóc các bạn, không bỏ rơi các bạn, thì các bạn phải nhớ rằng là đừng bao giờ nhờ cậy một thần, một đấng nào khác, một lý do nào khác. Tương tự như vậy trong rất nhiều vấn đề trong cuộc sống này.
Vì Đức Trời muốn tạo ra con người để con người cai quản và trông coi mặt đất và là một đại diện, là một vị đại biểu, là một đại sứ, là một người phát ngôn hay là một cái gì đó cho Đức Trời để hoàn thành công việc Ngài giao phó trên đất. Nên là sự lựa chọn ta nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Và sau khi quyết định là Đức Trời đã tạo dựng con người mang theo hình ảnh tượng của Chúa, có tâm hồn, linh hồn và có xác thịt. Đức Trời đã tạo dựng, Ngài đã quyết định con người có lý trí, có ý chí, có cảm xúc vui buồn, đấy, có lựa chọn. Và sau khi Đức Trời thảo luận xong thì Ngài tạo dựng ra ông Adam. Và Đức Trời tạo dựng Adam là một người nam, có giới tính nam. Chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Trời tạo ra một người nam thì Ngài cũng là một người nam và Ngài có giới tính. Điều này chúng ta phải chú ý nhầm vì có rất nhiều tà đạo, đúng không ạ? Đức Trời là thần, Ngài không hề có thân xác vật lý, nên đừng bao giờ quy chụp cái tính giới tính cho Chúa. Và Đức Trời không cần giới tính để sinh sản, mà Đức Trời tạo hóa chứ không phải là sinh nở. Các bạn nhớ nhé, Ngài không có giới tính. Không có giới tính chứ không phải là đồng tính. Các bạn nhớ nhé, không có giới tính. Ngài không có giới tính vì Ngài là thần linh. Các bạn nhớ nhé. Và chúng ta tại sao chúng ta lại bảo là Chúa không có giới tính, chúng ta sẽ gọi Ngài làm cha chứ không phải gọi Ngài làm mẹ. Ở đây nó sẽ giải thích cho các bạn, đó là chúng ta gọi Đức Trời làm cha mang cái nghĩa là đấng tạo hóa, đấng sinh ra chúng ta. Tất nhiên là mẹ cũng có quyền sinh ra chúng ta, mẹ có quyền sinh ra chúng ta, mẹ là người sinh ra chúng ta, nhưng ta không gọi Đức Trời là mẹ, không gọi Đức Trời là mẹ, bởi vì từ cha nó mang cái nghĩa làm quyền, làm chủ, làm chúa, làm lãnh đạo. Nó mang một cái toàn quyền, toàn diện. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Nên là các bạn đừng bao giờ đặt những câu hỏi liên quan đến giới tính Đức Trời, nó rất là ngớ ngẩn. Và đặc biệt là có Đức Trời cha, có Đức Trời mẹ này khác là các bạn rất là rõ. Các bạn nhớ nhá. Thân thể con người đã được Đức Trời dựng nên chỉ là cái sự chết, chỉ là một miếng đất không hồn, chỉ là một cục đất không hồn. Và Đức Trời hà sinh khí vào lỗ mũi thì con người, cái sinh linh đó mới được sống. Cái xác thịt này chỉ là sự chết. Các bạn thấy là mỗi ngày chúng ta đều chết đi. Mỗi ngày chúng ta đều chết đi. Tóc rụng, râu dài, đúng không ạ? Móng tay để cắt, rồi là lão hóa, già đi mắt sẽ mờ, đúng không? Da nhăn nhó hay bất cứ gì đó, đó là cái xác thịt ta chỉ có sự chết mà thôi, đúng không? Sự chết. Còn nó được lay động, nó được sống như thế này là vì trong nó có một linh hồn sống. Đức Trời đã đặt sự sống vào loài người, và cái sự sống đó đang rất là vĩ đại, và chúng ta phải trân trọng cái sự sống đó. Chúng ta không có quyền kết liễu sự sống của mình trừ khi Đức Trời làm điều đó. Và chúng ta nhớ là cái sự sống của chúng ta có được đến trực tiếp từ Chúa. Linh hồn, tâm linh, tâm hồn chúng ta là được Chúa hà vào, hà sinh khí vào, không phải là từ thiên sứ, không phải từ thiên binh, không phải là bất cứ cái linh nào khác, và không phải đến từ loài vật, không phải tân tiến hay là phát triển từ loài vật. Các bạn nhớ nhé, không bao giờ có chuyện đó. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người để loài người được sống vĩnh viễn với Ngài, là thân thể từ bụi đất và không thể chết đi. Vì cái lúc này đấy, cái thân thể của con người được Đức Trời tạo dựng không có bệnh tật, không già đi và không chết được. Con người già đi và chết và có bệnh tật là bởi vì ăn trái cấm, ăn trái cấm, ăn trái cấm. Còn như nhá, còn lúc này mà Đức Trời tạo dựng lên thì cái xác thịt này nó không động đậy, không sống, nhưng mà Chúa hà sinh khí vào thì nó sống và nó mang sự vinh hiển của Đức Trời. Nó không chết đi, không bệnh tật, không ấy, nhưng mà khi đến khi Adam Eva ăn trái cấm thì mọi sự hỏng bét. Bạn nhớ nhá. Và Adam là người đã đầu tiên và duy nhất tạo ra, được Chúa tạo ra từ bụi đất. Bạn nhớ này, người nữ, người phụ nữ được Đức Trời tạo ra từ người nam, chứ Đức Trời không tạo người nữ từ bụi đất nhá. Đức Trời chỉ tạo người nam là người Adam, là người đàn ông, từ bụi đất. Adam là người đàn ông và người duy nhất đầu tiên được tạo từ bụi đất, và cả thế giới này được ra từ ông, ngay cả vợ của ông cũng phải ra từ ông. Các bạn nhớ nhé. Và khi Chúa tạo ra người nữ cho người nam
thì Đức Trời đã phán bảo họ sinh nở con cái, và cho nên người nam và người nữ này đã trở thành tổ tiên đầu tiên của loài người. Và chúng ta sẽ thấy rằng là việc sinh con cái này nó chính là cái kế hoạch của Đức Trời, và dòng dõi và bản thân chúng ta cũng phải sinh con cái, cũng phải lấy vợ, cũng phải làm theo quy luật này từ buổi sáng thế. Và Đức Trời đã đặt cho hai con người này đầu tiên để làm quản trị địa cầu, và bây giờ thì dòng dõi chúng ta là dòng dõi của họ, chúng ta cũng cai trị địa cầu này. Loài người có quyền can thiệp vào địa cầu rất là nhiều, nhưng mà chúng ta can thiệp vào đôi khi chúng ta lại phá hủy địa cầu, chứ không phải là coi sóc hay chăm sóc địa cầu. Nhưng địa cầu đã đáp trả lại chúng ta với những cái rất là khốc liệt, đúng không, như động đất sóng thần hay những cái rất là kinh khủng. Và cái ý nghĩa của cái việc mà Đức Trời giao cho chúng ta cai quản địa cầu này, nó giống như là một vị chủ tịch công ty. Ông ta muốn con cái ông ta tiếp tục cái công việc của ông ta. Đấy, công việc của ông ta. Đấy, ví dụ vậy. Thì cái điều này nó mang cái ý nghĩa là Đức Trời không giao địa cầu cho thiên sứ hay một cái ninh nào khác, hay là một cái thiên binh, hay là một cherubim nào khác, mà Đức Trời giao cho con người, vì Đức Trời muốn con người làm con của Ngài. Làm con của Ngài. Đức Trời giao cho con người để con người cai quản, cai trị và làm đẹp lòng Ngài và phục vụ Chúa ở trên trái đất này. Còn thiên binh thiên sứ, còn các cherubim và các thiên binh thiên sứ họ phục của Chúa trực tiếp trên thiên đàng, hoặc trực tiếp một cái mệnh lệnh nào của Ngài. Các bạn nhớ như vậy. Và chúng ta sẽ thấy là Đức Trời đã ban ra một cái quyền địa vị rất là cao khi Ngài ra phó trái đất này cho chúng ta. Và chúng ta biết là Chúa muốn chúng ta đẹp lòng Ngài, làm đẹp lòng Ngài, làm đứa con ngoan của Ngài. Đây là điều rất là ý nghĩa, và cái tầm quan trọng, cái sự đánh giá của Chúa cho chúng ta nó rất là cao. Và cuối cùng là ta sẽ kết luận, đó là Đức Chúa Trời có quyền tể trị. Ngài muốn tạo loài vật nào, tạo ra điều gì theo ý muốn của Ngài, kế hoạch của Ngài. Và Đức Chúa Trời có quyền sai khiến mọi vật. Đấy. Và Đức Chúa Trời có quyền giao cái quyền tể trị trái đất cho chúng ta. Ta nhớ như vậy. Và Ngài đã dựng nên người nam đầu tiên là từ bụi đất. Ngài nắn cẩn thận. Nắn tạo bằng Ngài, hà sinh khí trực tiếp của Ngài vào lỗ mũi, chứ không phải là ra từ một loài vật nào khác. Và người nữ thì ra từ người nam. Ngài dựng nên con người theo cái hình ảnh tượng của Ngài, đó là con người có tâm trí, có cảm xúc vui buồn và có ý chí lựa chọn. Các bạn nhớ, đấy là như vậy. Có tâm trí, tâm linh, là trí khôn, có thể bàn luận, có thể so sánh, có thể đưa ra kế hoạch, thưa trời. Đấy. Có cảm xúc yêu buồn, giận ghét, từ bi, nhân ái, tha thứ không. Và cuối cùng là lựa chọn con người có ý chí lựa chọn quyết định làm việc này, không làm việc này như thế nào. Đấy. Như vậy đấy là cái ảnh tượng mà Đức Trời đã đặt vào trong chúng ta. Đức Trời đã đặt cái ảnh tượng đó vào trong chúng ta. Chúng ta trở thành một con người tuyệt vời, một con người có tất cả những gì Đức Trời có. Và ta nhớ là Adam là thủy tổ đầu tiên của mọi người ở mọi nơi. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong video bài số 7 nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.